cha ái mắc nong tè mưa hèn non. Cuộn chờ nong bao hú mặc ai chờ lờ, lại ai dù kém non chẳng buồn lời. Tắm cốt cầu tam trống nọng bên mi ai, cá khay bay sông hao bao bang cần nơ. Chân lại ai u chua con ni bao mi phở xưa nọ nhà biểu nóng na na hờ nóng chết chờ hạt con liêu nóng nhà lê phủ ưng xưa nọ ai mặc nóng bán mương tay hâu phở cơ hề ai mặc nóng sáng ta bên bao mi chớ mò. Nóng hắc liêu nóng nhà phong hô chờ
nhân thể quý vị. Bên đường Tinh Phong Ghi Tiếm cùng với hai bên gia đình nội ngoại đang có mặt để diễn biến ra mắt toàn thể quý vị, cũng như để làm thủ tục cần thiết nhất cho chương trình lễ thành hôn ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, cũng mong nhận giới thiệu đến toàn thể quý vị, bên phía phía đoàn họ nhà trai thì có sự hiện diện của bố Tinh Vân Dây cũng như mẹ Lo Thị Tường là bố mẹ thân sinh với chú rể Tinh Phong, cùng với phía đoàn họ nhà gái thì có sự hiện diện của bố Vì Văn Cuối cũng như mẹ Lo Thị Khốm là bố mẹ thân sinh dân tộc Vì Tiếng, cùng với đại diện gia đình. Và cảm ơn nhân người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là sự hiện diện của chú rể Tinh Phong cùng cô dâu Vì Tiếng. Và bây giờ để đón chào sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay, xin mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta sẽ dành một cái cú chào thật sâu, cú chào ra mắt đến toàn thể quý vị, xin mời. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, Tinh Phong đã xếp đặt về để dùng với con người chúng ta, hãy cứ tìm được đến bờ hạnh phúc của riêng mình. Hôm qua là đám vui, hôm nay là đám cưới, đã biết chứng cho điều đó. Tình yêu của đứa trẻ đến từ đêm hoa kết trái vô trời để lộc. Và trong buổi trưa ngày hôm nay, xin dành tất đủ của toàn thể quý vị là niềm cổ vũ, niềm động viên, niềm chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi đường cũng như bên gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì cho phép những người làm chương trình cũng đồng nhiệt trân trọng kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng chọn ánh mắt của mình đến sự hạnh phúc ngày hôm nay. Và kính toàn thể quý vị thân mến, đúng thật là chim con thì đầu đất nhà quan, chứ có rực vợ gái ngoan gà chồng. Hôm nay là lễ tơ hồng kết duyên trùng vợ ấm đồng mai sau. Ba ngày hôm nay mai thật đẹp tháng thật lành. Cho phép những người làm chương trình xin được trân trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Tinh Phong sẽ nhân cùng cô dâu Vì Tiếng trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chúc tất cả bắt đầu. Trong lành trải qua và được rồi đại thế của hoa anh về sau lại tình ta thêm đồng ước mơ chung gối chung phòng thì nay mai chung căn cảnh bên nhau anh là rể em là dâu và đang rất nhịp cầu sắp qua. Và trong buổi trưa ngày hôm nay với sự chứng kiến nỗ lực của toàn thể quý vị thì đứa bạn trẻ của chúng ta sẽ minh chứng cho câu chuyện tình yêu của mình qua chiếc nhẫn tình yêu ngày hôm nay. Thì xin mời đứa bạn trẻ sẽ cùng tiến lên phía trước một bước để cùng hướng trong ánh mắt của mình nhìn nhau âu yếm cho chúng ta cảm nhận yêu thương trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời. Chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm dừng lại. Chiếc nhẫn là biểu tượng của tình yêu, của niềm hạnh phúc trong ngày đông kết hôn vô cùng trong ngày này. Chúng ta chiếc nhẫn để vào ngón áp út, đôi mảnh máu của đôi nên chảy xiết. Họ sẽ cùng chung sống bên nhau, thế giới đang đọc bạc trọn đời trọn kiếp bên chiếc nhẫn tình yêu này. Trăm năm chỉ có một ngày, ngàn năm chỉ có một phút này. Đất trời có tay đồng nhận thêm chúc mừng phút được không ạ? Xin mời thể quay về. Ở trước mặt này là giường Mia, sát quần này tới nhất của trọng kiếp là Hà Ma. Chẳng tổ chức phát khẩu, chốc kìm, chốc buồn, chốc buổi cũng ở đường ngắm, tắm tên hương của bà đi. Đó là cá bói, xúc hải, xúc em, bà mẹ, tích cá bàn phương. Học cần phải biết bác cán đi mất buồn, mà chốc buổi phút của bà đi cầm bà mở. Sao chúc hải, xúc hải, xúc em, xúc bà mẹ, tích cá lại cô đâu? Chết là còn xịn sẵn, giết kìm phát tờ, biết hải, bên hải, xúc hải, xúc em, bà mẹ, tích cá lại cô đâu đâu? Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, liên tục thay mặt cho bên gia đình nội ngoại cùng với quý vị và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, thì lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến sự diện đủ của toàn thể quý vị, những tình cảm, những món quà mà toàn thể quý vị dành tặng cho gia đình cũng như đứa bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay là niềm vui, niềm hạnh phúc cho đứa bạn trẻ Tinh Phong Ghi Tiếm cũng như bên gia đình. Và lời nói đồng nhiệt thay mặt gia đình đồng nhiệt cảm ơn sự diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, quả thật hôm nay con đã được chồng chúc quà kỷ vật tơ hồng thành đôi, chúc quà kỷ vật bà thôn vẫn có dương dưỡng đời đời an khang. Có thể chúc về phúc cho đôi bạn trẻ Tinh Phong Ghi Tiếm trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đồng nhiệt giới thiệu đến toàn thể quý vị những món quà vô cùng tuyệt vời.
muôn cửa chiếm nữa. Mày bảo đấy mày, tay cả nhau xuống cửa đây, xuống mày, xuống mày ơi. Đấy chiếm ơi. Bắc ngà thân yêu ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.